Hi chào mọi người, thì hôm nay mình lại tiếp tục với Survivor Evolved. Mình đã xóa cái mod robot rồi, tại vì cái mod đó mới vô nó khiến mình chết hoài. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với ARK phiên bản một có mình có mới add một mod vô, có một con vật rất là ghê luôn. Hình như đó là cái con gì ta, con rết mà kim cả con sâu trong đó nữa, nhìn rất là kinh khủng khiếp luôn. Cho mấy con này ra đây đó. Ê trời, bay xịt ở đây, xịt á. Trời ơi, có bu kìa. Ra ngoài đây đứng nè. Cho con này bỏ ít mớ cây. Rồi đấy, bay bay con này tí đó, để cho mình hủy gì cơ, mình cho nó trống cây, bớt cây nhiều quá. Trời ơi, hiệu ứng là vãi tè luôn. Con này là vua phá rừng rồi. Con này nói chung là những cái vùng đất nào mà trời có mấy cái cục bay lên trời đó, các bạn có thấy không? Là từ chiêu của con này bay ra đó. Trời ơi, một phát thôi mà nó nằm gọn khu rừng luôn. Con này thuộc dạng là quá bá luôn, chứ không phải là bá thường nữa. À, rất dễ để mình kiếm những con thú mới nè. Đây, một con gì đây? Không, những con như thế này là thú thường. Ôi, mà sao mấy con này nhiều dữ ta? Mấy con thú hai đầu luôn, nhiều dữ trời. Cây nhiều quá, mình phải bỏ bớt cây chứ. Hả, trống hết rồi chưa? Con này là con đi lia cây để mình có thể thấy được nhiều con khủng long khác. Khu này là chuẩn bị xong rồi đó. Với sức của con này là nó có thể lia cả cái khu rừng mà che bóng đồ các kiểu, là con này nó làm một phát là coi như là trống hết luôn. Đó, rất là thoải mái luôn đó. Đây là siêu phá hoại. Trời 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 trời, có một con khổng lồ bên kia luôn cơ. Vậy mấy con mà núp mình có thể thấy dễ. Rồi một cánh rừng mà này nó làm gọn lẹ luôn. À, phải khỏi, mỗi lần mà đi kiếm mấy con gì mà núp núp trong rừng khó lắm. Chờ lia một cái là trong rừng quá trời con thú luôn. Mình thấy nhìn từ trên cao xuống cho dễ. Để tí nữa mình cưỡi con Griffin đó. Quá trời rồng luôn. Rồng yếu vậy. Bố láo, mình không cần đánh trúng đâu. Cái AOE con này nó gọi là super rộng luôn. Ôi cẩn thận cẩn thận. Mình vừa phá cái ổ của bọn này. Con bờ Tenado này nè, trong Jurassic World nè. Vừa phá ổ của tụi nó rồi nó ra dí mình quá trời dí luôn. Đó, qua khu rừng đỏ chơi nè. Một con cano. Con này có khả năng đúng là gần như là mình thích nhất cái con nào mà có khả năng mà dẹp rừng nhanh, nó chỉ có con này thôi. Ủa, con nào vừa quất mình nhanh vậy? Đã không? Nhìn nè. Chỉ còn cục kia tới là nói chung là cây cối đồ nằm sắp xuống hết. Này thì dí anh. Này thì dí anh, rụng hết. Chiêu con này cái đúng là cái khoảng cách nó quá rộng luôn á. Bắn xuống đất thôi mà tất cả các con khác bị dính đòn hết luôn, ghê thiệt. Ghê không? Một con rồng tới dí mình rồi kìa. Ôi thằng nào bắn mình vậy? Ê, ê, ê.
nguy hiểm nha. Mình đi kiếm cái con rít đó các bạn, con rít mà nãy mình mới thấy. Trời ơi trời. Một con T-Rex mà bị mấy con Harpy bu kìa, nhục chưa kìa. Đấy. Mình sẽ giúp cái khu rừng này à. Con này giết da dữ trời. Con này mày giết dai quá, tao xuống tao bắn cho mày chết chưa. Mình rút cái súng này ra là thôi luôn á, khỏi phải nói luôn. Tất cả bằng dấu chấm hết. À hôm bữa giờ mình nói mà mình quên. Quên làm cái súng VIP nhất. Còn còn mấy cây súng AK nữa. Một cây Gatlin. Với lại một cây AK mà dạng súng giống Ligin đó mà màu đỏ, màu cam 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 á, nhìn cũng đẹp đó. Ở dưới đây có thằng nào nè. Ok, mình đang bị con rồng dí, từ từ. Dí tuổi. Gì vậy? Một bức thư thôi, kệ đi. Cái gì đây ta? Ôi trời, mẹ ơi, hết cả hồn. What the fuck? Trời, làm hết hồn luôn. Mình lại nói chào mình giật hồn luôn. Tối rồi, khuya rồi chứ. Artifact of the Hunter. My tribe is going a set of Red Dragon tomorrow, but I'm set upon my land. Hư cái giày của cái quần của nó hả? Please help me out, bring me out the fat or hotter. Mình nhận nhiệm vụ sao? Ok, sao ta? See ya. Nó cái chào mình. Ơi, vậy mà làm sao mình giúp được nó ha? Cái con này nó tự spawn trên map. Sinh tồn The Grey Hunt nữa. Artifact of the Hunter là cái gì ta? Artifact of the Hunter là cái gì ta? T đó là cái gì thế nhỉ? Sao giúp được nó ta? Nhưng Artifact. À, cái artifact này đã làm hư cái chân của nó hả? Can you help? Bạn có thể giúp tôi rời khỏi và mang cái artifact of the hunter. Mình ok rồi mà mình đâu có làm. Farewell. Đâu có cái gì vô người mình không? Đâu có cái gì đâu mà giúp được trời. Artifact of the Buck mà. Artifact of the Hunter. À kiểu như là nó kêu mình kiếm cái artifact á đó để đưa cho nó rồi sẽ giúp nó. Ok luôn nè. Sao đưa được ta? Mình cũng có mà. Giục cái này đi ha. Sao đưa được ta? Hello there. Sao ta đưa cho mày được? Nó kêu có thể đưa cho nó. Bring me one artifact of the hunter. Yes. Mình đưa cho nó thấy quái nào được trời. Đưa mày nè. ART. Lượm đi. Lượm đi. Goodbye. Mình không có kích vô được mấy cái chỗ ô này nè. Nếu kích được thì mình dễ rồi. Nó không có cho quyền lựa chọn nào khác à. Hay là cầm súng quất nó luôn. Nã là chết queo quá. You.
broken. À, Three Fourths of the Hunter 0/1. Kỳ nha. Không biết nữa sao mà đưa cho con này được nữa. Nhắn cái nào mà để ra đưa cho nó ta? Nó có cái ô này nè mà nó ghi 0/1 rồi là có nghĩa là mình không có đưa được. Cho nó đi hết coi. Này bất tử ba ơi, không bắn được nó luôn. Này ghê thiệt chứ. Ghê vậy má, đưa cho má cũng không, má không chịu lấy, sao đưa? Ý nè. Quá trời nè, đưa không chịu lấy. Thôi thua rồi, này không giúp được. Bất tử rồi, không làm gì được hết. Cái đó là nhiệm vụ á, nó làm cho mình có nhiệm vụ để làm á, mà nhưng mình không có thấy được. À, mình có cái đó mà đưa cho nó chịu lấy thôi chứ làm gì được. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái con rết cực kỳ ghê trong cái map này luôn. Thực sự là rất là nỗi ám ảnh luôn. Mà có con nó có thể bắt được nữa chứ. Chúng ta phải tìm ở trong mấy cái khu rừng hoặc là mấy bên cái núi lửa. Mà trong đây làm gì có núi lửa. À, có một cái núi lửa đúng rồi. À, không biết nó nằm ở đâu ha. Đây là thú mới các bạn ơi. Cứ đẩy hết cái rừng là ra thôi. Trời, một con T-Rex bị chết luôn chứ mới quê chứ. Ôi, yếu vậy trời. Cano chạy rất là nhanh. Trời, Red yếu vãi tè. Không biết trong đây là rết xuất hiện ở nào. Rết hình như ở trong đây mình nhớ là về cái hang động. Hang động thì sẽ có rất là nhiều rết luôn. Trong đây hang động, mình sẽ đi hang động hả? Mình cũng không rõ cái khu vực xuất hiện của nó. Rồi sao mình không đi con... Thôi, đi con kia hay hơn á. Đi về khu căn cứ mình băng luôn rồi. Chạy chạy hồi đi về khu căn cứ mình, khu băng của mình rồi. Rồi, trở về cái khu này rồi. Một viên, trời ơi, nó làm cái khu của mình nó sang bằng lục địa luôn rồi. Cái khu này giờ chỉ còn cá sấu với lại hai con này thôi. Ôi, đông ghê chưa kìa. Bọn NPC ra luôn kìa. Được lắm. Mình sẽ ra mình xử lý hết tụi nó. Tụi NPC ác thôi, còn mấy con NPC divide thì mình... thì bọn nó không sao cả. Tụi nó ác ta. Hình như nó quýnh con Raptor hay sao ấy. Ghê, các bạn nhìn kìa, nó đi săn kìa, tập đi săn. Con này đứng cung, đứng cung ở ngoài bắn vô. Mình giờ đang quýnh con Alpha. À, tụi nó đang săn Alpha Raptor. Ờ, gì bắn lộn rồi.
một binh binh đoàn trộ quýnh cơ. Rồi bắn lộn con Allosaurus rồi, mình giúp tụi nó mà coi như mình giết hai đứa rồi đó. Rồi giúp tụi mày rồi đó nha. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tụi này nó hiền lắm các bạn, nó sẽ không quýnh mình đâu. Quýnh mình một cái là xác định luôn á, cho lên đường hết luôn á. Cái gì, cái gì, cái gì? Tụi mày làm cái gì? Làm cái gì? Hú lên là giờ nó khôn ra các bạn, mấy con này mà nó hú lên được quýnh mình đồng á, mà mình giết một con của nó là nó sẽ chạy hết. Chạy tán loạn hết luôn. Nhưng mình sẽ diệt cỏ, diệt tận gốc. Khu vực này để cho mấy cái binh đoàn kia nó ở thôi. Hù tao hả mày? Quýnh không? Mày lại định quýnh anh hả? Cái con control này cũng không giữ vãi tèo luôn. Những con không giữ như thế này là không đáng sống ở cái khu vực do mình quản lý. Nãy giờ chưa kiếm được con rết nữa. Rồi đi tiếp vào Flagon. À lộn, con Fairy Dragon chứ. Khu này mình xây rất là bài bản. Rất là thẳng thẳng hàng luôn. Đây mới là danh trại của mấy con này chứ. Đi thôi. Ây da. Ta ta ra ta ra. 1,5 triệu. Con rùa này hình như là mình ngồi bắn súng nó cũng chết được á. Boss nữa các bạn. Ê. Nhạc. No 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 no. Thử coi. Không bắn trúng được con này. Con này hình như con Kamachi mới bắn được. Đù, đù. Chạy mày ơi, chạy chạy chạy. Chạy 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 chạy. Ôi, mình bắn con voi. Hơi bị liều á, hơi bị liều. Chết cả hai luôn á. Con này 12 triệu máu lận. Thôi, 12 triệu không chơi đâu. 12 triệu mà săn bằng súng thì hơi căng á. Nhiều cây cối quá nè. À. Trời, một phát một là một miếng khạc đờm của con này thôi là coi như là tất cả cây cối chỗ này coi như là thành cái mặt bằng luôn à. Là thành sân bay hết, gọi là sân bay luôn à. Khả năng gọi là hủy gì tài nguyên cái gì mà trong này cháy cháy ghê. Một con rồng phun lửa giết con voi nhưng mà mình đã giết hết luôn rồi. Trời quá trời trên trời bay quá nhiều cái chiêu của con này. Trời cái bay coi kìa, nhìn như là thiên thạch rớt chứ. Hủy diệt hết. Màu đỏ họ lấy luôn. Mình đi săn con rết thôi các bạn, con rết mới mà nó chưa xuất hiện. Mới ép vô nó chưa ra hay sao á. Con đó gọi là con sâu chứ phải con rết mình cũng không xác định con đó ăn gì nữa. Để đi kiếm trước cho mọi người xem. Mà nhưng gì thôi, đi về đổi phương tiện đi. Con này có vẻ đi chậm quá. Ok, trở về nhà rồi. Đi vô làm cái yên cho con này. Ô trời 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 trời. Giết con đời này trước đã. Bình tĩnh mấy man, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Được rồi, mày đốt cháy nhà luôn đó con này. Cái gì mà căng, ngồi đóng cửa đi, mấy này nó hơi nguy hiểm quá. Ok, bỏ cái yên cho con này thôi. Griffin đúng không?
Có yên luôn. Rồi, bay không nổi. Con này cũng thuộc dạng thứ dữ đó các bạn, rất là mạnh luôn. Trời. Tụi Raptor yếu đuối. Tụi mày biết đang quấn con gì không vậy? Con này nó còn to hơn cả một con T-Rex đấy. Vậy mà không hiểu sao nó dám cắn được con này. Quất con này luôn, sợ quái gì. Ôi mẹ ơi, sợ đấy. Chạy luôn. 10.000 à, thôi. Đam yếu quá. Tăng đam lên. Ok, chắc nó đã quýnh trước vậy. Con này mình phải biến nó lên cái dạng flame hả? Flame hay là thành lightning ta? Màu tím là wonderful. Này là lửa. Cái màu xanh này là mạnh. Để mình đổi. Ui, ui, đẹp chưa? Ôi. Ôi đẹp ghê luôn á. Từ 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 để cho mình coi mình biến nó màu gì trước đó. Lửa, con lửa màu vàng. Lightning. Cái này là flame, còn cái này là power, màu tím là màu sức mạnh. Ok, thôi chỉ màu tím trước thôi coi. Chơi màu tím thử rồi nói coi nó có ngon không. À, một cái crystal nữa đúng không? Lấy cái yên lại. Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Nhanh nào, của cậu biến hình đi. Dạng này là dạng rất là mạnh luôn. Hồi nãy các bạn thấy không, nó lao từ trên xuống dưới, nó tạo ra cái kim tuyến nha, đẹp quá ha. Y như là bảy sắc cầu vồng á. Tảng đá này nó sẽ làm cho chúng ta bị bất ngờ bởi những con thú khác. Bam. Ok. Đậu xuống giùm cái thím ơi, thím đừng có quẩy quá. Trời ơi, cái màu tím này là lần đầu tiên có nè. Mình nhớ mấy lần trước là hình như không có combo refill như thế này đâu. GR. Đấy. Dạng này dạng chắc là mạnh lắm. À, đi không nổi rồi, chết ngu rồi. Quay trước, tăng quay trước, ok. À, máu. Chưa có level. Trộn này bay nhanh lắm luôn á. Thử cái nào. 17.000. Ờ, lên cấp rồi. Bây giờ thì tăng một quay. Một máu. Ok, còn lại đam hết nào. Một trăm năm mươi bảy ngàn. Yeah. Vậy là chết cái con trên cao đối với mình rồi đó. Lên kiếm nó nào. Mày xác định rồi con ơi. Anh chuyển hóa thành cái form này thì xác định đi là vừa. Trời. Ôi, quýnh chay 400 ngàn kìa. Quýnh chay, quýnh chay, quýnh chay. Này của này được 500, nó hai lượt đam. Còn cá này sắp đi đời rồi, cá này khá là yếu. 10 triệu máu là gì đối với mình? Láo, ở dưới biển không ở, đi lên trên bờ. Lên trên bờ làm gì đây?
này thì lao. Trời ơi đẹp. Từ từ chỉnh hết mưa đã. Đi thôi. Đẹp quá các bạn ơi, nhìn nó lượn xuống, nó tạo ra cái hình đúng đỉnh luôn. Cái màu này màu mạnh thiệt, nhưng mà mình thấy nó hơi bị giống màu lỗi. Thôi lên trên cao nữa đi, lên cao nữa bay mới đã. Trời ơi đã. Mình nhớ cái lần đầu tiên mình có con Refin là con Refin gì ta? Con Refin mà bằng robot đó, cực kỳ đẹp luôn. Đỉnh quá, con này bay nhìn đẹp quá. À, đụng đỉnh luôn à. Mình lượn á, mình lượn ngược lên nó cũng tăng tốc rất là nhanh luôn nha. Đó, đi ra cái hòn đảo ngoài đây nè. Hòn đảo ngoài đây mới có sinh vật mới nè. Dường như là một con thú vừa được triệu hồi từ cái thiên đường này xuống. Con này có tên là Royasaurus, một con thú hoàn toàn mới từ DLC Extinction. Ôi, và cả con này nữa. Mình nói chém gió thôi chứ DLC sắp ra thôi. À, hôm trước mình có cái con màu này chứ nó phải màu xanh lá đó đúng không? Màu này chuyển thành chứ. Dưới đây có một con quái vật mới. Con này giống như con... phải gọi là con gì ta? Nó hiền đúng không? Ok, khá là khung dữ. Chúng ta sẽ bảo tồn loài này bằng cách mình bắt nó. Trời, bơi qua liền. Kỳ bạn còn không giữ không? 10.000 turbo hả? Dễ thôi, qua nước là mày ngu rồi đó. Ngồi xuống bắn cho đỡ bị giật. Hai băng đạn, chưa quay đầu chạy à. Gắt. Quá đơn giản quá, thợ săn tiền thưởng như mình. Có vẻ nhìn con này ghê đấy. Ôi, nhìn con này có vẻ rất là máy móc luôn. Ngon. 10.000, 21.000 máu. Ê, 21 hay 250 vậy? 200, 21.500 hay 200 là đọc coi là coi. 21.500, ok cũng được. Ăn thịt không? Coi chừng con này nó hết oxygen là 2.000, mình nghĩ là đủ. Cho nó ăn một ít trái cây cho đỡ bị ngán đồ ăn á mà. Ăn cái này mày sẽ được nhanh tỉnh đó cu. Một ít trái tím sẽ khiến cơn đói của nó rất là nhanh. Và trong đó hình như mình nhớ mình có cái bình potion đúng không? Cái này là refresh. Ok, chưa cần luôn. Con này nó có cái gì core orb. Hình như nó có cái gen của cái con Trời. Ui ơi, nhìn con này ghê quá. Nãy như nhìn chưa nhìn kỹ cái miệng của nó. Nhìn kỹ cái miệng của nó nhìn gớm lắm nha. Ui. Nhìn góc này nó đẹp ghê mọi người ha. Rất là đẹp luôn. Nè nè. Mình nhìn cái miệng của nó mình hơi bị sợ đó. Với cặp răng của nó gần như là hơn cả con Indo. Nó gần giống như con Indominus Red. Dường như là giống như con Indominus Red. Sách đồ con này tên gì vậy? Roya Hoàng gia hả? Ok, có sách đồ có in của nó luôn. Làm được luôn. Crafting chứ. Ok, chế vừa đủ. Rồi ra. Nhìn cái da của nó, cái màu của nó cũng khá là bắt mắt ấy. Nó giống với con gì ta? Giống với lại Raptor đúng không? Đi rất là nhanh luôn. Có gầm của con... con gì quên rồi, con T-Rex có cái lồng hả?
Như con này tiến hóa raptor hay sao á. Chạy rất là nhanh luôn, nhảy được không? Không nhảy được, không nhảy được. Ăn thử con rùa được coi. Ồ, ghê. Mình không thèm đang đam cho nó, không cần đâu. Rất là đẹp luôn. Vậy đã không? Có con cá sấu kìa. Họ đi lui. Mình chưa thấy con... Từ trước giờ chưa thấy con khủng long hay con gì mà đi lui nhanh như con này nha. Con này thuộc dạng hơi bị bá về đi đi lui á. Đi lùi gần như nhất rồi. Hai nhát thôi là đi liền. Chú ăn thịt cá sấu nè. Cá sấu đối với con này chắc dễ. Gầm cái nè. Ôi nó có hai gầm luôn. Đó là gầm C và gầm chuột phải. Không biết gầm gầm này có tăng cho đam cho con này không. Ồ oh, có giúp tăng đam luôn. Tăng hình như cũng cái trữ lượng đam cũng rất là to á. Đẹp không? Nhìn rất là đẹp luôn. Cái này tăng đam rất là... Đi đánh boss mà chơi dài, con này power mà. Rồi, được cộng phần trăm cơ. Mình sẽ cho nó auto con coi. Đi nhanh. Trời, đi lui, con này đi lui đúng sướng luôn á. Nó có chế độ tự động mà nè. Rồi, lần đầu cộng được 25% đam. Nó càng rất là chuẩn, khi cái này vừa hết nó sẽ con tiếp. Hay hơi bị delay một chút do Dino fail energy luôn. Nhìn con này nguy hiểm quá. Nhìn ghê quá mọi người ha. Để bữa sau mình cho nó quýt lộn với con Red coi nè. Cho con Red trên cho nó, cho con Red level 5000. Thử quýt với con này coi. Rất là ngầu luôn. Rất là đẹp khi sở hữu con này. Rồi ok, video hôm nay mình sẽ dừng ở đây. Thì nếu mọi người thích video này thì đừng quên để lại một like cho mình. Để mình tập sau mình sẽ đi săn. Đi săn con rớt, tại vì chắc là nó chưa spawn ra. Con rớt rất là ghê luôn. Con rớt nó có mít bởi thêm con sâu đó nữa. Rất là... Ai sợ sâu sẽ sợ clip sau ấy.